Chứ chị đi tập đi hiểu. Hôm nay khi cái tổ 1 tổ 8 mà xong cái chân bước ra bằng nhau nè đó, rồi đó, xuống chuẩn bị thức thứ một nhau kéo xuống này. Cái này chỉ làm 6 lần ở lên nó tôi để nhắc lại thuộc cái bài thức một là vậy đó, cái đó là chống ho đó. Thức thứ hai xòe tay đó vậy, kéo vô vậy, dí nó này xuống hất lên nó cũng mấy hơi thì tùy chị, rồi thả xuống để nhớ. Thức thứ ba úp cái tay lên vươn lên vậy, co ướn cái bụng lên rồi thả xuống. Thức thứ tư là bước bên này ra cái tay để xương giống như vuốt đó, tôi làm lần rồi xoay qua đây xả xuống, bước cái này để bước qua bên trái vuốt đúng vậy, quay qua đây thả xuống một cái đó. Thức thứ tư, thức thứ năm nè, thức mới này, quay qua vậy cần là giống như bơi ngửa co lên những người cúi xuống quơ cái dây kéo xoay vô giữa xả ra đó. Quay qua trên này quơ co chân lại cúi xuống quay nắm cái dây kéo vô năm giơ lên thả xuống. Thức thứ sáu đứng dậy xe tay đó nắm ổ kéo vô, tôi làm lần rồi sao kéo vô thả xuống. Thức thứ bảy tay để sau lưng xoay qua bên kia một đó, quay bên này thì cúi bên kia lần cái thì làm 6 lần thì đó. Số thứ bảy bung ra, số 8 nè ngồi xuống một, mới nào yếu thì như tay nè một lần mạnh hơn thấp hơn hai chè đứng lại còn khỏe hơn đó, đè thấp xuống ngồi chùm hổm luôn thấy chưa mạnh lắm á hấp đó chị từ từ xong đó là 8 thức như vậy. Clip nó về múa mà chị có thể múa nguyên một bài 8